Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục cái phần đó là tính đơn điệu của hàm số lượng giác. Rồi bây giờ cái trường hợp mình sẽ tiếp đó là nếu như mình không cô lập được tham số m thì sao? Rồi còn những cái trường hợp này mình đã nói ở video trước à. Các bạn chưa xem các bạn có thể tham khảo phần comment ha. Nếu như chúng ta không cô lập được tham số m thì chúng ta sử dụng cái kiến thức vẫn là bắt nguồn từ y chang cái công thức ở bên trên à. Tuy nhiên ở đây cái m của mình nó không phải là tham số nữa, mà bây giờ cái m của mình thay bằng một cái hằng số k nào đó. Vậy thì nếu như cái hằng số k nó lớn hơn hoặc bằng fx với mọi x thuộc cái đoạn AB thì này sẽ ra khi nào? Khi và chỉ khi cái k nó lớn hơn hoặc bằng cái max của hàm số f trên đoạn AB. Tương tự cái k nó bé hoặc bằng fx với mọi x thuộc đoạn AB khi nào? Khi mà chỉ khi k bé hoặc bằng cái min của hàm f trên đoạn AB. Và ở đây k của mình là một hằng số à. Chứ đây nó không phải là cái tham số m nữa. Rồi vậy với cái kiến thức này, bây giờ mình sẽ áp dụng để mình giải thử một số bài toán à. Rồi câu số 1, tìm m để hàm số m sin x đồng biến trên r. Rồi vậy thì trước hết các bạn xác định cho mình y phẩy ra ha. Y phẩy của mình nó bằng đạo hàm của m sin x là bằng m nhân cho cos x. Rồi mình đang cần tìm m để hàm số đồng biến trên r, tức là y phẩy lớn hơn hoặc bằng 0 với m x thuộc r. Câu hỏi của mình bây giờ, bạn có cô lập được tham số m không? Tại vì nếu như mà mình chia cos x qua thì mình không thể nào mình chia được. À, thì bạn chú ý cho mình với mọi x thuộc r ha, thì cái cos x của mình nó sẽ nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1. Thì trừ 1 đến 1 đoạn này nó chứa con số 0, cho nên là mình không thể nào mình chia qua được. Việc cô lập m ở đây là không được ha. Vậy thì mình sẽ áp dụng cái kiến thức hồi nãy là gì? Nếu như mình đặt cái hàm y phẩy này là hàm g đi ha, hàm g. Vậy thì gx lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc r khi nào? Khi và chỉ khi, thì bạn nhìn cho mình, đó là gx mà nó lớn hơn hoặc bằng một con số k khi nào? Khi và chỉ khi cái min của thằng g nó sẽ lớn hơn hoặc bằng thằng k ha. Tức là khi và chỉ khi cái min của hàm g, min của hàm gx nó lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc r. Đây, và min của nó là trên tập r ha. Rồi vậy thì cái hàm g của mình nó là bằng m nhân cho cos x. Vậy thì làm sao để mình tìm min của thằng này được? Thì bạn nhớ cho mình như sau ha. Với cái dạng bài này thì bạn sẽ xét cái hàm trị liệt đối của gx cho mình. Vậy thì trị liệt đối của gx thì nó bằng cái gì? Bằng trị liệt đối của m nhân cho cos x. Còn cái này thì mình tách nó ra bằng trị liệt đối của m nhân cho trị liệt đối của cos x. Cái trị liệt đối ở đây, ví dụ trị liệt đối của sin x ha, sin x, hoặc là trị liệt đối của cos x, thì bạn nhớ cho mình nó có cái tính chất đó là trị liệt đối này luôn bé hơn hoặc bằng 1 ha. Đó. Rồi, vậy thì ở đây mình có là nó sẽ bé hơn hoặc bằng 1 nhân cho trị liệt đối của m, nó là bằng trị liệt đối của m. Rồi, vậy thì mình đã có là trị liệt đối của gx nó sẽ bé hơn hoặc bằng trị liệt đối của m. Thì bây giờ mình sẽ phá dấu trị liệt đối của gx đi ha. Thì mình có đó là gx nó sẽ nằm trong đoạn từ đâu đến đâu? Nó sẽ nằm trong đoạn từ trừ trị liệt đối của m, đúng không? Cho đến trị liệt đối của m ha. Rồi, vậy thì mình sẽ kết luận được cái trừ trị liệt đối của m nó chính là min của thằng g trên tập r. Tương tự, trị liệt đối của m nó chính là max của thằng g trên tập r. Rồi, vậy thì cái yêu cầu bài toán này đó là min của thằng g nó phải lớn hơn hoặc bằng 0, tức là trừ trị liệt đối của m. À, yêu cầu bài toán tương đương với lại trừ trị liệt đối của m nó phải lớn hơn hoặc bằng 0, tức là trị liệt đối của m nó phải bé hơn hoặc bằng 0. Mà các bạn chú ý cho mình ha, trị liệt đối của một cái con số nào đó nó luôn lớn hơn hoặc bằng 0, mà ở đây nó lại là bé hơn hoặc bằng 0. Tại vì hai cái này giao nhau lại thì sẽ ra được đó chính là m của mình nó phải bằng 0. Mình đã giải ra được m bằng 0, bây giờ bạn kiểm tra lại cho mình m bằng 0. Bạn nhìn vô đáp án này không có, bởi vì sao? Bởi vì nếu như ha, m mà bằng 0 thì cái hàm của mình đó là y nó sẽ là bằng m nhân cho sin x, tức là y bằng 0. Y bằng 0 là một hàm hằng, thì hàm hằng này nó sẽ không đồng biến hoặc là nó không nghịch biến luôn ha. Mà nó kêu đó là nó cần tìm m để hàm số đồng biến trên r, nên là mình sẽ loại ha, mình sẽ loại cái giá trị m bằng 0. Đó, m bằng 0 mình loại đi. Vậy thì kết luận của mình chính là m thuộc rỗng. Đó, bạn chú ý cho mình ha. Tức là sau khi bạn tính ra, bạn phải kiểm tra lại xem là m bằng 0 nó hợp lý không. Thì m bằng 0 thì nó sẽ là y bằng 0 nhân cho sin x, vậy thì nó sẽ là bằng 0. Y bằng 0 nó là hàm hằng ha. Hàm hằng thì nó là một hằng số. Rồi hàm hằng thì nó không thể nào nó đồng biến trên r được. Nên là kết luận của mình đó là m thuộc rỗng. Xác định giá trị của tham số m để hàm số y bằng x cộng với lại 2m nhân cho sin của 3x cộng với lại pi trên 3 đồng biến trên r. Rồi bạn xác định y phẩy cho mình. Y phẩy nó là bằng 1 cộng cho 2m mình giữ nguyên nè. Cos của 3x cộng với lại pi trên 3 và mình phải nhân cho 3 nữa. Tức là đây là 6m.
Rồi mình đang cần tìm m để hàm số đồng biến trên r, tức là y phải lớn hơn hoặc bằng 0 với mx của r. Bây giờ mình sẽ chuyển vế qua thôi, đó là 6m nhân cho cos của 3x cộng với lại pi chia 3. Cái này lớn hơn hoặc bằng, mình chuyển vế cái số 1 qua thì được trừ 1 đây ha, với mx của r. Rồi câu hỏi của mình là mình có chia cái thằng cos của 3x cộng với lại pi chia 3 qua vế tay phải được không? Tại mình cô lập nó số m, thì câu trả lời là không ha. Đây là cos khi x mà thuộc r thì cái thằng cos này chắc chắn nó sẽ chạy từ trừ 1 đến 1. Và trừ 1 đến 1 này nó lại chứa con số 0. Cho nên là mình không thể nào mình chia được. Cho nên là việc cô lập tam số m đây là không thể ha. Rồi vậy thì mình sẽ có đó là mình đặt cái hàm này là bằng gx. Rồi về nhiệm vụ của mình đó là tìm m để gx lớn hơn hoặc bằng trừ 1 với mẫu x thuộc r. Thế thì bạn trở lại cái kiến thức trên đây. Đó là nếu như gx lớn hơn hoặc bằng trừ 1 với mẫu x thuộc r, khi và chỉ khi cái min của thằng gx trên r nó lớn hơn hoặc bằng trừ 1. Đó, tức là mình đang cần tìm m để min của thằng gx trên r nó lớn hơn hoặc bằng trừ 1. Rồi thì bạn chú ý cho mình ha, cái hàm gx mình ghi ra đây. Hàm gx của mình thì nó là bằng 6m nhân cho cos 3x cộng với lại pi chia 3. Rồi bây giờ bạn xét cái hàm trị tuyệt đối của gx cho mình. Trị tuyệt đối của gx thì nó chính là bằng 6 lần của trị tuyệt đối của m mình nhân cho trị tuyệt đối của cos 3x cộng với lại pi chia 3. Rồi thì bạn chú ý cho mình, đó là thằng cos của 3x cộng pi chia 3 nó luôn bé hơn bằng 1. Vậy thì nguyên lượng này nó sẽ bé hơn hoặc bằng 6 lần trị tuyệt đối của m. Vậy thì từ đây mình sẽ kết luận được đó là cái gx của mình nó sẽ kẹp giữa đâu trừ 6 trị tuyệt đối của m cho đến 6 lần trị tuyệt đối của m. Rồi vậy thì cái thằng trừ 6 lần trị tuyệt đối của m đó là thằng min của gx trên r ha. Rồi thằng 6 lần trị tuyệt đối nó chính là thằng max của nó ha. Rồi mình chỉ quan tâm đây là thằng min. Min của mình bằng trừ 6 lần trị tuyệt đối của m. Tức là đây là trừ 6 lần trị tuyệt đối của m nó sẽ lớn hơn hoặc bằng trừ 1. Tức là trị tuyệt đối của m nó sẽ bé hơn hoặc bằng 1 phần 6 ha. Khi bạn chia trừ 6 qua thì bạn phải đổi chiều của bất đẳng thức cho cái lượng trừ 6 của mình nó âm ha. Rồi vậy đáp án của mình là trị tuyệt đối của m nó bé hơn hoặc bằng 1 phần 6. Rồi vậy thì mình nhìn các cái đáp án này ha, thì mình sẽ chọn phương án D ha, phương án D. Rồi thì như bạn thấy ha, những cái dạng bài toán này khi bạn đảo hàm qua thì bạn không thể nào cô lập tam số m, thì bạn phải sử dụng cái kiến thức đó là gì? Nếu như mà đó là fx lớn hơn hoặc bằng một con số k với mẫu x thuộc đoạn A đến B thì điều này xảy ra khi nào? Khi mà min của gx lớn hơn hoặc bằng k ha, và max thì ngược lại, k lớn hơn hoặc bằng hàm g với mẫu x thuộc đoạn AB khi mà chỉ khi k lớn hơn hoặc bằng thằng max của thằng g trên đoạn AB ha. Và bạn chú ý cho mình đó là khi mà mình xét cái hàm gx thì bạn xét cho mình cái hàm trị tuyệt đối của gx ha. Bởi vì cái hàm trị tuyệt đối của gx này thì bạn sử dụng được cái tính chất đó là trị tuyệt đối của cos x hoặc là trị tuyệt đối của sin x nó sẽ bé hơn bằng 1 ha. Rồi với cái tính chất đó thì bạn dễ dàng bạn tìm được min với max của hàm g. Rồi từ đó bạn thế vào là bạn sẽ tính ra được cái giá trị của m thôi ha. Rồi cảm ơn đã xem, bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Tạm biệt các bạn. We'll be right back.